Chào mừng quý vị khán giả đến với trận cầu tâm điểm của vòng đấu thứ 5 Bundesliga mùa giải 2024-2025, nơi mà mọi ánh mắt sẽ đổ dồn về Allianz Arena. Bayern Munich, đội bóng đang không có đối thủ tại ngôi đầu bảng, sẽ đối đầu với Bayer Leverkusen, cũng là đối thủ chính của Bayern trong cuộc đua đĩa bạc năm nay. Đoàn quân của huấn luyện viên Xabi Alonso đang nỗ lực trở lại mạnh mẽ sau thất bại bất ngờ trước Leipzig ở những vòng đầu tiên. Đây không chỉ là cuộc đua giữa hai đội bóng mạnh nhất thời điểm hiện tại mà còn là trận chiến quyết định cục diện của cuộc đua vô địch sớm. Liệu Leverkusen có thể vượt qua cú ngã trước Leipzig để thách thức Bayern ngay tại thánh địa của họ? Hãy cùng sẵn sàng cho trận cầu bản lề đầy kịch tính này. Đây là một trận đấu không thể bỏ qua với bất kỳ người hâm mộ bóng đá nào. Bayern Munich và Bayer Leverkusen đang thống trị hai vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng Bundesliga. Leverkusen mặc dù vừa phải nhận thất bại trước Leipzig, một cú tai nạn trong chuỗi trận thắng hòa, vẫn là đối thủ nặng ký cho bất kỳ đội bóng nào họ đang trở lại mạnh mẽ với quyết tâm không để vụt mất cơ hội bám đuổi ngôi vương. Bayern Munich với 4 trận toàn thắng dường như đang ở một đẳng cấp khác, nhưng sự bất ngờ mà Leverkusen có thể mang lại sẽ khiến trận đấu này trở nên không thể đoán trước. Trận đấu giữa Bayern Munich và Bayer Leverkusen vào cuối tuần này không chỉ là cuộc đụng độ giữa hai đội bóng hàng đầu Bundesliga, mà còn là một trận đấu đầy duyên nợ với lịch sử đối đầu vô cùng hấp dẫn. Hơn thế nữa, nó không chỉ quyết định cục diện cuộc đua giành ngôi vô địch Bundesliga mà còn mang tính chất tâm lý lớn cho cả hai đội. Bayern Munich đang đứng đầu bảng với phong độ hủy diệt và việc giành chiến thắng trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp như Leverkusen giúp họ củng cố vị thế số 1, mở rộng khoảng cách điểm số và gia tăng áp lực lên các đối thủ phía sau. Trong khi đó, Bayer Leverkusen cũng đang có được khởi đầu ấn tượng với vị trí trong nhóm đầu bảng. Một chiến thắng trước Bayern sẽ không chỉ giúp họ rút ngắn khoảng cách mà còn gửi thông điệp mạnh mẽ rằng họ đã sẵn sàng thách thức sự thống trị của Hùm Xám. Đây là thời điểm để Leverkusen chứng tỏ họ không chỉ là đội bóng ngựa ổ mà còn có thể trở thành ứng viên thực sự cho danh hiệu vô địch mùa giải này. Trận đấu này không chỉ đơn giản là 3 điểm mà còn là một bước ngoặt tâm lý cho cả hai đội trong chặng đường dài của mùa giải. Nhìn lại quá khứ, Bayern Munich đã chiếm ưu thế vượt trội khi đối đầu với Leverkusen. Trong 56 lần gặp nhau, Bayern đã giành được 34 chiến thắng, chiếm hơn 60% tổng số trận, trong khi Leverkusen chỉ có 11 trận thắng. Cả hai đội đã hòa 11 lần và trung bình có 3,18 bàn thắng mỗi trận trong những cuộc đối đầu này. Đây là một con số cho thấy những trận đấu giữa Bayern và Leverkusen luôn đầy ắp bàn thắng và những pha bóng hấp dẫn. Một trong những điểm nhấn đáng chú ý nhất là Bayern Munich thường thể hiện phong độ mạnh mẽ trên sân nhà Allianz Arena, với trung bình 4,38 bàn thắng mỗi trận trong mùa giải 2024. Bayern luôn biết cách áp đảo đối thủ tại thánh địa của mình. Điều này khiến Leverkusen phải rất dè chừng, nhất là khi hàng thủ của họ thường xuyên để lộ khoảng trống. Tuy nhiên, Leverkusen không phải là đối thủ dễ chơi. Trong những lần gần đây, họ đã gây không ít khó khăn cho Bayern. Cụ thể, vào tháng 2 năm 2024, Leverkusen đã đánh bại Bayern với tỷ số 3-0, một chiến thắng đầy bất ngờ và đáng nhớ. Trước đó, trận hòa 2 đều vào tháng 9 năm 2023 cũng cho thấy Leverkusen có thể cầm chân Bayern ngay tại Allianz Arena. Mặc dù Bayern chiếm ưu thế lịch sử, nhưng phong độ gần đây của Leverkusen cho thấy họ đang trở thành một đối thủ ngày càng khó chịu. Những nhân tố như Florian Wirtz và Victor Boniface hứa hẹn sẽ là mối đe dọa lớn cho hàng thủ của Bayern. Trong 5 trận đối đầu gần nhất, Leverkusen đã giành được 2 chiến thắng và 1 trận hòa. Điều này cho thấy sự tiến bộ rõ rệt của họ. Với tất cả những yếu tố đó, trận đấu sắp tới sẽ không chỉ là cuộc cạnh tranh trực tiếp cho ngôi đầu bảng, mà còn là cơ hội để Leverkusen khẳng định họ có đủ sức mạnh để thách thức Bayern trong cuộc đua vô địch Bundesliga. Sức mạnh của hai đội bóng hùng mạnh này đang khiến cuộc đối đầu trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Bayern Munich đang sở hữu hàng công khủng với 16 bàn thắng chỉ sau 4 trận và với những cái tên như Harry Kane, Leroy Sané, họ sẵn sàng nghiền nát mọi hàng phòng ngự. Tuy nhiên, Bayer Leverkusen cũng không kém cạnh với 13 bàn thắng, một lối chơi đầy tốc độ cũng như sắc bén. Dù vừa trải qua thất bại trước Leipzig, đó chỉ là một sự cố nhỏ và Leverkusen đang trở lại mạnh mẽ với quyết tâm chinh phục sân cỏ. Những điểm nóng trên sân như cuộc đối đầu giữa các ngôi sao tấn công và hàng thủ vững chắc sẽ quyết định kết quả của trận đại chiến này. Đầu tiên, phải nói về Bayern Munich, đội bóng đang có phong độ như một cỗ máy hủy diệt. Họ đã ghi tới 16 bàn thắng sau 4 trận đấu, một con số đủ để khiến mọi đối thủ phải dè chừng. Nhưng điều đáng nói hơn cả là việc họ làm được điều đó trong bối cảnh không có đầy đủ đội hình mạnh nhất. Manuel Neuer đã không may dính chấn thương trong trận khai màn Champions League. Việc anh ra sân trong trận gặp Leverkusen vẫn còn là một dấu hỏi, nhưng sự hiện diện của anh sẽ là một liều thuốc tinh thần lớn cho toàn đội. Neuer không chỉ là một thủ môn xuất sắc mà còn là người truyền cảm hứng cho cả hệ thống phòng ngự của Bayern. Ngoài Neuer, huấn luyện viên Vincent Kompany cũng đang đau đầu với việc điều chỉnh đội hình khi một số cầu thủ trụ cột có dấu hiệu mệt mỏi do lịch thi đấu dày đặc. Cesc Napri và Jamal Musiala đều gặp phải những vấn đề nhỏ về thể lực.
và khả năng ra sân của họ vẫn còn đang bỏ ngỏ. Tuy nhiên, niềm tin của Bayern đang đặt lên vai của Harry Kane. Trên sút đã có 5 bàn thắng sau 4 trận đấu. Kane không chỉ mang đến sự hiệu quả tuyệt đối trước khung thành, mà còn là người kiến tạo với 4 đường chuyền thành bàn. Ở phía bên kia chiến tuyến, Bayer Leverkusen hành quân đến sân nhà của đối thủ với tư cách là đương kim vô địch Bundesliga. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Xabi Alonso, Leverkusen đã có màn trình diễn ấn tượng với 3 chiến thắng và 1 trận hòa, ghi được 13 bàn thắng. Tuy nhiên, điểm yếu của họ lại nằm ở hàng thủ khi đã để lọt lưới tới 9 bàn. Con số này có thể khiến họ phải trả giá khi đối đầu với hàng công mạnh mẽ của Bayern. Một trong những câu chuyện đáng chú ý nhất bên phía Leverkusen chính là sự vươn lên của tiền đạo trẻ Victor Boniface. Boniface đang dần khẳng định mình là một trong những tiền đạo tiềm năng nhất châu Âu với 3 bàn thắng và 2 kiến tạo sau 4 trận. Được biết đến với tốc độ và khả năng săn bàn đáng nể, Boniface sẽ là mối đe dọa chính cho hàng thủ Bayern, đặc biệt là khi đội bóng này đang phải đối mặt với những thiếu vắng ở hàng phòng ngự. Không chỉ Boniface, Florian Wirtz cũng là cái tên cần được nhắc đến. Tài năng trẻ này không chỉ ghi 4 bàn thắng mà còn là người tạo ra rất nhiều cơ hội cho các đồng đội với khả năng chơi bóng thông minh và kỹ thuật cá nhân xuất sắc. Wirtz là điểm sáng trong lối chơi tấn công của Leverkusen. Thế nhưng, câu hỏi lớn đặt ra là liệu những cầu thủ trẻ như Wirtz và Boniface có đủ bản lĩnh để đứng vững trước áp lực khủng khiếp từ Allianz Arena. Cả Bayern Munich và Bayer Leverkusen đều đang ở đỉnh cao phong độ, nhưng mỗi đội lại có những câu chuyện lực lượng khác nhau trước trận đấu quan trọng này. Bayern dù thiếu vắng một số trụ cột nhưng vẫn là một cỗ máy chiến thắng. Còn Leverkusen thì mang đến sức trẻ và sự khao khát lật đổ. Trận đấu này không chỉ đơn thuần là một cuộc đối đầu giữa hai đội bóng mạnh, mà còn là cuộc so tài giữa những toan tính chiến thuật và những ngôi sao sáng giá nhất của Bundesliga. Một chiến thắng sẽ giúp cho Bayern tiếp tục củng cố vị trí số 1, nhưng nếu Leverkusen giành chiến thắng, cuộc đua đến ngôi vương mùa này sẽ trở nên kịch tính hơn bao giờ hết. Tất cả sẽ chờ đợi tại Allianz Arena, nơi mà sự kịch tính và những khoảnh khắc xuất thần chắc chắn sẽ xuất hiện. Mùa giải trước, Bayern Munich đã đến mùi thất bại trước Bayer Leverkusen trong một trận đấu mà hàng thủ của họ đã bị khai thác triệt để. Nhưng giờ đây, hùm xám đã có thêm Harry Kane, người đang chơi bùng nổ với khả năng săn bàn tuyệt vời. Liệu Bayern có rút kinh nghiệm từ thất bại năm ngoái để vượt qua đối thủ khó nhằn này? Leverkusen có thể đã thất bại trước Leipzig, nhưng họ đã học được bài học và sẵn sàng trở lại đường đua. Theo các chuyên gia châu Âu, Bayern vẫn được đánh giá cao hơn. Nhưng Leverkusen dưới bàn tay huấn luyện viên Xabi Alonso luôn biết cách tạo nên những bất ngờ lớn. Trong mùa giải 2023-2024, Bayern Munich đã không thể giành được chiến thắng trước Bayer Leverkusen với trận thua 0-3 và trận hòa 2 đều. Thất bại 0-3 cho thấy Bayern đã bất lực như thế nào trong việc tìm thấy mảnh lưới của Leverkusen khi đội chủ nhà phòng ngự quá chặt chẽ. Không chỉ vậy, mỗi khi có bóng, Leverkusen đều tổ chức những pha tấn công cực kỳ nguy hiểm khiến hùm xám chẳng thể trở tay. Nhưng tất cả đã khác khi mùa giải mới bắt đầu. Màn đối đầu sắp tới giữa hai đội tại sân Allianz Arena đang thu hút sự chú ý của giới chuyên gia và người hâm mộ bóng đá toàn cầu. Với phong độ xuất sắc trong mùa giải hiện tại, Bayern Munich đang dẫn đầu bảng xếp hạng Bundesliga với 12 điểm sau 4 trận toàn thắng, ghi được 16 bàn và chỉ để lọt lưới 3 bàn. Đội bóng của huấn luyện viên Vincent Kompany sở hữu một hàng công mạnh mẽ với Harry Kane là ngôi sao sáng nhất, ghi 268 bàn trong sự nghiệp của mình và đóng góp nhiều vào lối chơi chung của toàn đội. Tuy nhiên, Bayer Leverkusen không phải là một đối thủ dễ chơi. Đội bóng của huấn luyện viên Xabi Alonso hiện đứng ở vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng với 9 điểm sau 3 chiến thắng và 1 trận hòa. Họ cũng có hàng công ấn tượng với 13 bàn thắng trong 4 trận và chân sút chủ lực Victor Boniface là cái tên đáng gờm với trung bình 0,57 bàn mỗi 90 phút. Radecki, thủ môn của Leverkusen, dù đã có 128 trận giữ sạch lưới trong sự nghiệp, nhưng mùa này đội bóng của anh đã để lọt lưới 9 bàn, khiến việc đối đầu với hàng công mạnh mẽ của Bayern trở nên đầy thách thức. Những huyền thoại bóng đá như Lothar Matthäus và Karl-Heinz Rummenigge đều cho rằng trận đấu này sẽ là cuộc đối đầu cực kỳ hấp dẫn. Matthäus nhận định rằng Bayern Munich sẽ tiếp tục phát huy sức mạnh tại Allianz Arena, nơi họ thường xuyên thể hiện phong độ xuất sắc trước các khán giả. Ông cũng nhấn mạnh vai trò quan trọng của Harry Kane và sự ổn định của hàng phòng ngự dưới sự chỉ đạo của Neuer. Matthäus dự đoán Bayern Munich sẽ giành chiến thắng nhưng không dễ dàng trước sức tấn công mạnh mẽ của Leverkusen. Còn Karl-Heinz Rummenigge, một cựu cầu thủ và lãnh đạo của Bayern Munich, lại tỏ ra thận trọng hơn khi cho rằng Leverkusen dưới thời của huấn luyện viên Xabi Alonso đã tiến bộ vượt bậc. Rummenigge nhận định rằng lối chơi tấn công linh hoạt và sự nguy hiểm của Boniface có thể gây khó khăn cho Bayern. Tuy nhiên, ông vẫn tin rằng với lợi thế sân nhà và đội hình đẳng cấp, Bayern Munich sẽ là đội bóng chiếm ưu thế và có khả năng giành chiến thắng sát nút. Trận đấu này cũng là cơ hội để hai đội bóng hàng đầu Bundesliga kiểm tra sức mạnh thực sự của mình. Bayern Munich sẽ phải cẩn trọng trước lối chơi tấn công của Leverkusen, đặc biệt là khi hàng thủ của họ đã cho thấy một số điểm yếu trong các trận đấu gần đây. Trong khi đó, Leverkusen sẽ phải tìm cách chống lại sự áp đảo của Bayern, đặc biệt là khi phải thi đấu trên sân khách. Quý vị và các bạn thân mến, chỉ vài giờ nữa thôi chúng ta sẽ được chứng kiến một trận đấu không thể bỏ qua của Bundesliga. Bayern Munich đang hừng hực khí thế với thành tích toàn thắng, nhưng Bayer Leverkusen cũng không hề lé vế, sẵn sàng đáp trả sau cú sẩy chân trước Leipzig. Trận đại chiến tại Allianz Arena sẽ là một bước ngoặt lớn trong cuộc đua đến ngôi vô địch.
Liệu Bayern có thể duy trì mạch thắng hay Leverkusen sẽ vượt qua thử thách để tạo nên bất ngờ? Hãy cùng đón xem và trải nghiệm những khoảnh khắc bùng nổ của mùa giải.